chào các bạn, lại là Tuấn đây. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Tuấn và Cuộc Sống Đài Loan. Thì hôm nay thì Tuấn sẽ đi làm thẻ ngân hàng. Thì cái tiền học bổng thì sẽ được chuyển qua cái thẻ ngân hàng. Nên bây giờ mình sẽ đi làm thẻ ngân hàng tại Đài Loan. Còn bây giờ các bạn cùng mình đi đến ngân hàng để xem mở ngân hàng tại Đài Loan cần những thủ tục gì nhé. Cần thiết để mình mở tài khoản ngân hàng ở Đài Loan là cái gì? Thì đầu tiên thì đó chính là một cái đơn đăng ký mở tài khoản. Thì cái này mình có thể lấy tại phía trước của cái chỗ mở luôn. Thì phía trước quầy đó sẽ có một cái nơi để mình mở lấy cái đơn đó mình điền vào, thì có tiếng Anh đâu nha các bạn. Thì tiếp theo đó chính là bản chính và bản photo thẻ cư trú của mình luôn. Thì khi mình đến Đài Loan rồi thì mình sẽ phải đăng ký cái thẻ cư trú này. Thì nó có thường khoảng sau khoảng 10 ngày đến 1 tháng thì mình sẽ nhận được cái thẻ cư trú này. Thì các bạn sẽ photo và các bạn đem bản chính đến để người ta đối chiếu luôn. Và tiếp theo đó chính là giấy xác nhận sinh viên. Thì mỗi học kỳ thì mình sau khi mình hoàn thành các thủ tục đóng học phí này nọ, mình sẽ lên trên hệ thống, mình sẽ in một cái tờ giấy xác nhận sinh viên nếu mình cần làm cái gì đó, thì để xác nhận là mình vẫn còn học. Vì mình có thể sinh viên thì người ta cũng không minh chứng được là mình vẫn còn học hay không. Thì mỗi học kỳ mình có thể lên trên hệ thống mình đao cái đơn này, cái mẫu xác nhận này xuống thì có thật sẵn trên đó luôn. Một số trường ở Đài Loan thì nó sẽ có một cái phần đóng mật học phí ở phía sau của cái thẻ sinh viên mình, thì có để năm học và học kỳ. Thì mỗi lần đóng xong thì người ta sẽ đóng mộc vào cái ô đó thì mọi người biết là mình vẫn còn học. Còn ở trường này của mình hiện tại thì không có cái phần đóng mộc đó, nên mỗi học kỳ nếu bạn nào cần giấy xác nhận này, các bạn có thể lên hệ thống sinh viên của trường và người ta sẽ làm sẵn cho mình sau khi mình hoàn thành các thủ tục đăng ký. Nè, đây là cái thẻ sinh viên ngày xưa của mình nè. Thì mình học 2 năm thì nó có tổng cộng là 4 dấu. Và thủ tục cuối cùng đó chính là một cái mộc tên cá nhân của mình. Thì khi đến Đài Loan các bạn phải làm một cái mộc tên cá nhân. Những bạn nào có tên tiếng Trung thì các bạn có thể làm mộc tiếng Trung. Nhớ là trong cái phần cái thẻ IRC, cái thẻ cư trú của mình phải thể hiện cả tên tiếng Trung và tên tiếng Việt, thì lúc đó thì mình mới làm mộc tiếng Trung được. Còn nếu trên thẻ cư trú bạn chỉ có tên tiếng Việt thôi thì các bạn có thể làm cái mộc bằng tên tiếng Việt của mình. Thì thời gian làm cũng khá là nhanh, và cái tiền đóng là hình như mình nhớ là làm là phải 50 cho tới 100 đồng gì đó, mình cũng quên rồi. Thì cái mộc này rất là quan trọng đối với Đài Loan ha. Khi mình đi đến đâu mình cũng đem cái này để người ta đóng vào cái hồ sơ của mình. Thì khi mình đến ngân hàng rồi thì mình sẽ làm thủ tục điền nữa thông tin. Sau khi mình điền xong thì mình sẽ đưa cho nhân viên sẽ bắt đầu tiến hành cái quá trình mở tài khoản cho mình. Thì sau khi mở tài khoản xong thì mình sẽ phải bỏ tiền vào trong cái thẻ của mình, giống như ở Việt Nam vậy đó các bạn. Thì gọi là tiền để giữ thẻ vậy đó. Thì cái tiền này người ta sẽ không quy định có số lượng nhỏ nhất là bao nhiêu hết, mình có bao nhiêu mình có thể bỏ vào bấy nhiêu. Thì cái số tiền này sau khi mình mở thẻ xong mình có thể rút ra được, và nó sẽ không phải là mình phải để ít nhất là một cái số khoản nhỏ trong tài khoản của mình, mà mình có thể bỏ vào và rút ra liền cũng được. Hello, xin chào các bạn. Thì cuối cùng bạn Tuấn cũng nhận được cái sổ ngân hàng. Thì ở đây người ta nói sẽ sau 5 ngày thì mình sẽ được lấy cái thẻ, tại vì cái ngân hàng của bưu điện ở trường á
thì người ta không có in thẻ được nên người ta phải chờ lên trên cái tổng công ty để in. Do vậy mình chờ thì ở đây thì trong cái khuôn viên trường luôn thì mình có hai ngân hàng nên mình rất là tiện trong việc mình rút tiền hay là mình muốn mở thẻ. Thì phía sau mình là sẽ là một cái tòa nhà thư viện. Thì bây giờ thì mình sẽ đi về ký túc xá để bắt đầu nấu cơm trưa. Thì ở đây cái trong quá trình làm thì nó hơi lâu nên bây giờ mình mới xong. Thật là đói bụng, bây giờ là 12 giờ mấy rồi. Thì bây giờ mình cùng về ký túc xá để nấu cơm nhé. Thì tại đây đón thì chúc mọi người nhé, thì người ta sẽ có một cái máy để mình có thể check tiền. Nhưng trước mình nói thì khi mình làm đăng ký tài khoản á thì mình sẽ nhận được một thẻ ngân hàng và một sổ tiết kiệm. Thì cái sổ này trên những cái trước phía trước ngân hàng sẽ có những cái máy để mình check trong cái sổ này. Thì khi mình check thì cái số dư trong cái thẻ của mình sẽ được hiện trong cuốn sổ này, nó rất là tiện lợi. Bây giờ mình sẽ vô check thử nha các bạn. Thì đây là cái máy check tiền. Bây giờ mình sẽ đưa cái sổ mình, cái sổ mình sẽ đưa vào cái trang ngay chỗ mà có tiền á, thì mình sẽ đưa vào đây. Cái máy đó là đang check tiền của mình. Thì máy đã check xong rồi, mình sẽ lấy tiền ra. Thì đã xong, mình sẽ biết được số tiền dư trong thẻ ngân hàng mình là bao nhiêu. Thì nội dung vlog của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích hãy bấm đăng ký và like kênh của mình để cùng theo dõi những vlog tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.